hôm nay 11 tháng 12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Sơn Ngọc C, sinh năm 1987, và vợ là Kim Thị Lan, sinh năm 1990, cùng quê Trà Vinh, để điều tra làm rõ về hành vi đập phá máy ATM Sacombank. Nguyên nhân được cho là vì máy chỉ trả ra 1/2 số tiền được rút và bị trừ trong tài khoản. Trước đó, vào sáng ngày 10 tháng 12, C dùng thẻ ATM của vợ rút 3 lần với tổng số tiền là 11 triệu đồng. Tuy nhiên, máy ATM chỉ nhả 5 triệu đồng. Chiều cùng ngày, sau khi đi nhậu với bạn, C về nhà, vợ C hỏi rút được tiền chưa, thì C nói lại việc bị trừ mất 6 triệu đồng trong tài khoản, nhưng không nhận được tiền. C phản ánh lên tổng đài ngân hàng Sacombank và được hứa giải quyết trong vòng 45 ngày. Sẵn có rượu trong người, C vào phòng trọ lấy một cây búa rồi đi xe đến trụ ATM tại phòng giao dịch Sacombank Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tại đây, C đập vỡ mặt kính và hộc thẻ của trụ ATM. Được vợ ngăn cản thì hai vợ chồng C cùng trở về phòng trọ. Sau đó thì gia đình đưa C lên công an phường đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện công an thị xã Bến Cát đang tạm giữ đối với Sơn Ngọc C để điều tra làm rõ về hành vi đập phá máy ATM. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Thưa quý vị, liên quan đến các clip lan truyền trên mạng xã hội về việc cán bộ cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự công an của huyện Trảng Bom của Đồng Nai được cho là can thiệp không xử lý xe vi phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác hai lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự liên quan để xác minh xử lý theo quy định. Theo đó, sau khi thanh tra, Công an tỉnh làm việc với một số người liên quan, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Trung tá Đoàn Văn Mão, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự và Trung tá Ngô Thọ Khanh, phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an của huyện Trảng Bom. Trước đó, đêm 4 tháng 12, nhiều clip lan truyền trên mạng ghi lại âm thanh hình ảnh một cảnh sát trật tự chặn một người lái xe ba gác ở khu nghĩa địa Sông Trầu của huyện Trảng Bom, yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Lúc này, người tài xế đều xin được gọi điện có nội dung đóng hai bên 1 triệu và đã gửi mấy trăm rồi. Bước đầu, khi các clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an của huyện Trảng Bom đã làm việc với những người xuất hiện trong clip để làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 11 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội mức án là 5 năm tù. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo Phạm Quang Dũng sinh năm 1983, cựu cán bộ công an 4 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Hoàng Trung sinh năm 1983, cựu chuyên viên phòng thư ký biên tập 24 tháng tù, Nguyễn Anh Ngọc sinh năm 1974, cựu phó trưởng phòng thư ký biên tập 18 tháng tù giam. Tất cả các bị cáo đều bị tuyên án vì tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ Luật Hình sự. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường. Và để nắm được thông tin, tài liệu điều tra của vụ án Nhật Cường, ông Chung đã liên hệ và đề nghị Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, cung cấp thông tin tài liệu về vụ án. Trong thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, thực hiện đề nghị của ông Nguyễn Đức Chung, ông Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, độ mật liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường. Trong đó đã chuyển cho ông Chung 2 lần, gồm 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, độ mật. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua 10 tháng 12 năm 2020 thì Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết đơn vị này vừa phối hợp cùng với Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang đối tượng đưa 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó, tại khu vực biên giới thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tổ công tác thuộc lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện An Phú phát hiện một đối tượng đưa 6 người có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Phạm Trường Giang, sinh năm 1979, khai nhận đã đón 6 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam và đưa về thành phố Châu Đốc với giá 500.000 đồng một người. Khi Giang vừa tiếp nhận 6 người trên thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. Riêng 6 người nhập cảnh trái phép, Công an huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện An Phú đưa đi cách ly theo quy định. Hiện vụ việc đang được Công an huyện An Phú phối hợp cùng phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Tuyến kênh thoát nước chính của thành phố Vũng Tàu được xây dựng từ năm 1993 và là tuyến thoát nước huyết mạch chấm ngập úng của thành phố Vũng Tàu. Nhiều năm qua, tuyến kênh thoát nước này bị người dân lấn chiếm xây nhà, xây các công trình phụ, làm thu hẹp dòng chảy, gây khó khăn trong nạo vét, duy tu sửa chữa và thoát nước toàn thành phố. Không được xử lý kịp thời, tình trạng lấn chiếm kênh mức thoát nước tại thành phố Vũng Tàu ngày càng phức tạp.
tuyến kênh thoát nước chính của thành phố Vũng Tàu dài hơn 12 km, đi qua các phường Thắng Tam, Nguyễn An Ninh, phường 10, phường 11, phường 12 và phường Rạch Dừa. Theo hồ sơ hoàn công năm 1994, chiều rộng của kênh đoạn rộng nhất là 21 m và đoạn có chiều rộng hẹp nhất cũng gần 13 m. Đến nay, dọc theo hai bên tuyến kênh thoát nước chính của thành phố đã và đang bị lấn chiếm xây dựng nhà ở và các công trình phụ. Lòng kênh vì vậy bị thu hẹp quá mức. Đây là khu vực cống 442 Bình Giả, phường Nguyễn An Ninh. Với thiết kế ban đầu của kênh, đoạn này có chiều rộng từ 10 đến 12 mét, nhưng hiện chỉ còn khoảng 5 đến 6 mét. Không chỉ bị lấn chiếm, lòng kênh còn ngập rác xà bần. Tuyến kênh bị lấn chiếm nhiều nhất là đoạn từ hẻm 780 Bình Giả đến cầu Rạch Bà, giáp ranh 3 phường, phường 10, phường 11 và phường Rạch Dừa. Thưa quý vị, cái tình trạng mà xây dựng lấn chiếm cái lòng kênh thoát nước chính của thành phố Vũng Tàu diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Đây là cái khu vực giáp phường 10, 11 và Rạch Dừa. Cái việc lấn chiếm này khiến cho cái dòng thoát nước từ 10 đến 12 mét bây giờ cũng chỉ còn 1 đến 1 mét rưỡi. Trước đây, một phần ao hồ vùng trũng ở một số khu vực thuộc phường Nguyễn An Ninh, Rạch Dừa, phường 11 góp một phần quan trọng trong việc thu trữ nước. Quá trình đô thị hóa, ao hồ vùng trũng bị san lấp, phần lớn nước thải, nước mưa thoát về các tuyến kênh, đổ vào hồ điều hòa và ra biển. Trong khi đó, các hồ điều hòa của thành phố lại xây dựng chưa đảm bảo theo quy hoạch. Nên khi mưa lớn, triều cường dâng, các hồ điều hòa hiện hữu không đủ sức chứa, đổ dồn lên kênh. Lòng kênh ngày càng thu hẹp, ngày càng bị nghẽn, nước thoát không kịp. Tình trạng ngập nhanh hơn, thường xuyên hơn là vì vậy. Lấn chiếm của kênh mương này là vấn nạn bao nhiêu năm nay rồi. Cho nên khi mà thu hẹp cái dòng chảy này thì dẫn đến là vấn đề thoát nước rất chậm. Cho nên thường xuyên năm nào cần phải nạo vét cái toàn kênh là vậy. Để hạn chế cái người ta lấn chiếm. Khi mình nạo vét ra đó như thì những cái phần nào mà nó sẽ lấn chiếm xuống này thì nạo vét lên dòng sạch luôn thì nó hạn chế được một phần nào. Hiện nay có nhiều nguyên nhân gây ngập vào mùa mưa tại thành phố Vũng Tàu, nhưng tình trạng kênh thoát nước chính, mạch tiêu thoát quan trọng nhất trên địa bàn thành phố bị thu hẹp tắc nghẽn là nguyên nhân chủ yếu. Các cấp chính quyền trên địa bàn thành phố cần có giải pháp hữu hiệu nhằm xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm trong lấn chiếm kênh mương thoát nước, xả rác bừa bãi xuống lòng kênh và hồ điều hòa. Thưa quý vị, nhiều trận lũ nối tiếp nhau trên địa bàn Quảng Trị nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung, hàng trăm công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng, gây ảnh hưởng cho gần 150.000 hộ dân của các tỉnh miền Trung. Riêng Quảng Trị có hàng chục ngàn hộ dân đang vô cùng khó khăn với nước sinh hoạt. Sau lũ, nguồn nước sinh hoạt duy nhất của người dân thôn A Đen, xã A Ngo, huyện Đắk Rông là con suối nhỏ này. Nước đục lắm, vừa đục mà vừa bẩn, nửa mà vẫn dùng nước suối. Mà nếu mưa to thì hưởng được nước mưa. Một số bà con là có cái bịch, có cái thùng thì hưởng được nước mưa. Chứ còn mấy ngày gần đây thì nước mưa nhỏ nhỏ thì vẫn đi qua lấy nước suối về. Đường ống của nước sinh hoạt là bị đứt đoạn hết. Đó rồi là trên thượng lưu cũng đã vui lập. Đó thì cũng là về công tác mà sinh hoạt nước cho tất cả người dân thì rất là khó khăn. Sau khi mưa lũ đi qua, đặc biệt là sạt lở đất và lũ quét, đã làm cho tỉnh Quảng Trị có gần 70 công trình nước sạch nông thôn bị hư hỏng hoàn toàn. Trên 30.000 hộ dân đang trong tình trạng thiếu nước sạch. Thời gian qua, một số tổ chức bước đầu đã hỗ trợ cho người dân và một số trạm y tế, trường học ở Quảng Trị các thiết bị lọc nước sạch. Tuy nhiên, đây chỉ là những biện pháp trước mắt. Tổng cục thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì cũng tiếp tục là đang cũng đã họp với các nhà tài trợ của các tổ chức phi chính phủ cũng đã kêu gọi và trong thời gian tới họ tiếp tục sẽ hỗ trợ và chúng tôi khi mà họ đã có hỗ trợ thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp kịp thời bởi vì Quảng Trị cũng là một cái nhu cầu hiện nay còn rất lớn trong cái việc mà xử lý nước các hộ gia đình cũng như là sửa chữa các công trình cấp nước tập trung mà hư hỏng qua mưa lũ. Sau đợt thiên tai trong tháng 10 và tháng 11, toàn khu vực miền Trung hiện có trên 300 công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng. Ngoài sự hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước, rất cần có sự hỗ trợ từ chính phủ, đầu tư xây dựng mới các công trình cấp nước tập trung có quy mô lớn để đảm bảo an toàn trong thiên tai, giúp người dân được dùng nước an toàn trong thời gian tới.